Trước mấy người gần xếp. Hôm nay đi vợ đi đông mới xuống biển, thế còn đi từ ngày đi có bao giờ xuống tắm không? Đi tắm thì tắm. Hôm nay nó không xuống. Để mà vợ hôm nay vợ mày cũng đi đến nó mới đẹp. Không đẹp gì nào mấy gì. À. Hôm nay là mọi người thích xuống. Mày mày chơi. Vợ mày luôn là chuyên nhất là mày. Được bên. Ăn một lần rồi thì mình lần này mình ăn chỗ khác đi, lần sau cũng là ngon này mình đoàn đi rồi mình cứ vào. Đấy mà nó cũng không phải nó nhìn mình mà nó nhìn ở chỗ khác.
nó nhìn bên này nhưng mà nó nhìn thấy con râu cắt cái thịt và cứ giá cả hợp lý, là cứ ở đâu là cứ hợp lý là phải đi chứ không có gì cả. Đây à, vậy thì nó bỏ đây bỏ tí ăn. Đâu như đang nói đi. Cái là như thằng mà phải cần nó quá. Cái gì? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rồi nhắc tao đâu rồi không phải sợ gì thằng méo mày đi đâu mày không phải sai thì méo đại ca ơi mày không muốn thì mình cũng muốn chứ mình cũng không phải là theo nó phải đấy cũng muốn thì mình cũng không phải gì chẳng hạn nó muốn với sếp nhưng nó không muốn với mày vậy này con câu này kinh đó lúc nào nó phải muốn với sếp ui giời sếp ai không cưa thoát tao tưởng là dễ ăn thế anh ơi tưởng là dễ ăn cứ lao vào không cưa thoát nào toàn khác nhau không một lúc nó bán được ngay đâu thì ba con này bán gì đây nhưng mà đang nói con hầu nó mạnh chứ ăn không qua mạnh nữa hơi đó cái nó mạnh loạn ăn thì con hầu mạnh đâu mua nhà đâu rồi đấy các bác con muốn ăn mà chồng mình muốn chạm đường muốn trường vợ thôi chứ mà không ngày uống đâu có chuyện không uống thì hai vợ chồng mình có phải chạm cái đồ biển này ăn miếng trong là ngạt có nặng vậy mà đã hơi mặn cứ cắn cắn mút mút này rồi được cái đồ này bia để bia nhưng mà đại nhà em đang sợ hết không uống hết mà uống hết đấy mỗi người cố một tí đi hai cháu lên xe mà còn ngủ mà không gặp xuống để cháu nó cũng uống nữa uống hơi nhiều lắm rồi cái lái xe nó uống cái thích cái gì là chơi đấy sáng làm một cái cốc đấy thì cho mà bằng mình mấy cái như ấy rồi mấy con cà phê nhỉ cứ thỉnh thoảng lại bút tí hai cháu đổ một cốc rồi đấy cứ một cái cốc đấy thì cho mà bằng mấy cái lon của mình thì càng nhiều mà thịt thì mặn Quảng Ninh là năm thành phố mà bảo là con chưa biết ở chỗ nào.